Hello, xin chào các bạn. Thì hôm nay shop nhà mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dòng camera vừa nhỏ gọn mà vừa đầy đủ chức năng với cái giá thành thì cực kỳ là hợp lý. Lắp camera quan sát trong nhà thì con EZ Fit H6C Pro này sẽ là một lựa chọn hợp lý và đáng quan tâm, được các hộ gia đình tin yêu sử dụng bởi hình ảnh của nó cực kỳ là sắc nét cùng rất nhiều cái tính năng hữu ích đó. Con này thì có những cái tính năng như là xoay theo chuyển động 360 độ, chế độ thu phóng và tự động theo dõi thông minh khi phát hiện dáng người, giúp cho mọi người dễ dàng hơn trong cái việc quan sát. Con H6C Pro này thì có cái chế độ tuần tra tự động và cái chế độ đèn thông minh ban đêm giúp phát hiện chuyển động. Con camera sẽ chủ động cho ra những cái hình ảnh màu sắc nét cho các bạn đó. Và thứ hai thì quay ban đêm có màu đèn hồng ngoại đây, đèn hồng ngoại được tích hợp thêm cái đèn led để hỗ trợ màu ban đêm. Ban đêm ấy thì màu thông minh thì soi lên tới tận 5m và quan sát ban đêm thì nó lên đến tận 10m cơ, cực kỳ là xa cho các bạn. Đó, và đặc biệt thì con camera EZ Fit H6C Pro này còn có cái nút cảm ứng gọi điện. Và nó sẽ có loa để đàm thoại 2 chiều này, các bạn có thể nói chuyện 2 chiều được luôn. Đó, nó sẽ gọi, khi các bạn chạm vào cái nút cảm ứng này ấy, thì nó sẽ gọi điện về cái điện thoại của bạn ngay khi gặp sự cố cần gọi khẩn cấp. Đó, cực kỳ là nhiều tính năng cho các bạn. Và tiếp theo ấy, thì nó sẽ có một cái tính năng là phát hiện âm thanh, tiếng khóc. Đó, tính năng mà được rất nhiều mẹ bỉm yêu thích. Khi camera phát hiện những cái tiếng khóc, những cái âm thanh ấy thì nó sẽ gửi thông báo ngay lập tức đến cái điện thoại của các bạn, giúp cho cái việc chăm con cực kỳ là dễ dàng. Đó, những ai mà những cái mẹ mà có con nhỏ ấy thì người ta sử dụng em này rất là nhiều. Đó, bởi vì nó phát hiện âm thanh thì cực kỳ là tốt. Đó. Và cuối cùng ấy thì con này sử dụng băng tầng kép 2.4GHz và 5GHz giúp cho mọi người kết nối wifi được dễ dàng, cũng như là cho ra tốc độ âm thanh và hình ảnh một cách mượt mà hơn. Đó, thì con này sẽ là một cái lựa chọn để cho các bố này mua về tặng cho các mẹ này, hoặc là mua về này nhà ai có người già này, đó, mà mình phải đi làm xa này, muốn theo dõi này, để ở trước cửa nhà, hoặc là chăm con đấy, xem con từ xa xem nó có học bài hay không đó, thì đây sẽ là một lựa chọn cực kỳ là tốt cho các bạn. Đó, các bạn cũng có thể mua về làm quà cho các mẹ thì nó cực kỳ là hợp lý, cực kỳ là tâm lý cho các bố, cho các mẹ luôn đó. Và tiếp theo ấy thì phụ kiện đi kèm theo em này đó chính là một chiếc đế ở trong đây. Nó sẽ có sẵn ốc vít này để cho các bạn vít vào tường này, đặt này. Đó. Con này nếu mà các bạn đặt trong phòng theo dõi con thì các bạn để không như thế này cũng được. Đó, nó sẽ quay 360 độ cho các bạn. Đó. Đây, hoặc là các bạn muốn để trước cửa nhà thì các bạn treo vào đây cho mình. Đấy, các bạn vít vào tường cho mình ba con ốc, xong rồi các bạn đây, các bạn lắp cái này vào đây. Lắp cái này, con này là vào đít. Và các bạn đã có thể treo này. Các bạn đã có thể treo nó, treo ngược nó hoặc là treo thế nào đấy là tùy các bạn đó. Và tiếp theo ấy, nó sẽ là một cái dây kết nối thì cực kỳ là xa, cực kỳ là dài. Đây, mình sẽ lấy cái dây đây cho các bạn. Cái dây đây cực kỳ là dài này đó, cực kỳ là dài. Tiếp theo ấy thì ở trong hộp này nó sẽ có một cái tờ hướng dẫn này, nhưng mà tờ hướng dẫn này thì bằng cái tiếng Hàn, tiếng Trung gì đó. Tiếp theo thì ở đây sẽ là một cái office này, một cái thẻ này, thẻ cạc này, đó, một cái stick này, đây cũng sẽ là một cái tờ hướng dẫn, tờ cảnh báo gì đó. Đó, thì đây mình sẽ hướng dẫn các bạn tải app và sử dụng em này. Đó, sử dụng em này thì đầu tiên các bạn cắm điện vào cho mình. Đây, mình sẽ cắm điện em này
chờ mình một tí. Đó, cắm điện em này vào. Khi cắm điện thì nó sẽ hiện này, đèn này, đèn màu đỏ này, đó. Mình sẽ để đây nha. Tiếp theo thì các bạn lấy cái điện thoại mình ra, tải cho mình cái ứng dụng, và App Store hoặc là CH Play này, tải cho cái cho mình cái ứng dụng EZFit về máy. Đó. Vui lòng sử dụng EZFit app để có hình wifi cho thiết bị. Đó, nó thông báo đấy. Chờ mình một tí nha, máy mình đang loát này. Thì khi các bạn mà ấn đăng ký kênh của nhà mình này thì sẽ được nhận những cái ưu đãi cực kỳ là hời. Con này của nhà mình ấy thì có bảo hành 2 năm lỗi 1 đổi 1 và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Và các bạn ấn đăng ký kênh của mình thì nhà mình sẽ tặng kèm cho bạn một chiếc thẻ nhớ 32GB. Đó. Thì và khi các bạn ấn vào đến đây rồi thì các bạn ấn tìm kiếm cho mình này. Và phần tìm kiếm ấn vào chữ EZFit này. EZFit. EZFit EZ V EZ đó, EZFit. Thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái ứng dụng đây có những cái màu này. Một cái ứng dụng EZFit các bạn ấn tải về cho mình, ở đây là mình đã tải về rồi nha. Mình đã tải về rồi thì mình sẽ kết nối cho các bạn này. Các bạn ấn vào phần app này, app EZFit này. Đó, ấn vào phần app EZFit. Các bạn chờ một tí, máy này thì mình hơi lâu một chút. Các bạn ấn cho phép hết cho mình. Đó. Và các bạn ấn phần tìm kiếm này. Đây là ngôn ngữ này. Ấn vào chữ Việt Nam này. Ấn chữ Việt Nam đây. Ấn vào đây. Liều. Đó, Việt Nam. Và các bạn có thể đăng nhập bằng cái nào cũng được. Ở đây thì đa số thì người ta sẽ đăng nhập bằng Facebook. Tiếp tục này. Ấn vào Facebook này. Đây thì mình sẽ nhập Facebook của mình vào nhé. Chờ mình một tí, mình sẽ nhập Facebook của mình. Đây, các bạn tiếp tục cho mình này. Đấy, các bạn khi các bạn vào đây ấy, thì các bạn ấn tạo tài khoản EZFit ở dưới đây. Đó, các bạn ấn tạo tài khoản bằng số điện thoại của các bạn nha. Đấy, ấn vào, nếu các bạn tạo tài khoản bằng số điện thoại thì các bạn ấn vào cái hình điện thoại này cho mình. Ấn vào cái hình điện thoại này, đấy, nó sẽ hiện ra đây. Đó, các bạn nhập số điện thoại của các bạn vào. Các bạn ấn số tài nhập số điện thoại này, rồi nhập mật khẩu luôn này. Ở đây ấy thì nó sẽ có ở dưới đây này thì các bạn phải nhập mật khẩu bao gồm là ba chữ in hoa, chữ in thường, số và ký hiệu đặc biệt. Đó, mình sẽ đặt số gì đấy tùy các bạn. Đấy các bạn, đây là các bạn tùy chọn mật khẩu nhé. Khi các bạn nhập mật khẩu đầy đủ rồi thì các bạn ấn vào đây cho mình. Ấn là tôi chấp nhận các điều khoản dịch vụ. Đấy, các bạn ấn vào đây cho mình, ấn tiếp tục. Xác nhận này, xác nhận tài khoản này là để chắc chắn bạn không phải là robot. Vui lắm, mã xác minh các bạn nhập đúng cái này vào cho mình. Mình sẽ nhập này. 3CPD. Nó sẽ gửi một cái xác minh về cái điện thoại của các bạn. Đây, mình sẽ chờ nó gửi tới số của mình này. Đây, 5674. Đó, các bạn
số gửi về như thế nào thì các bạn ấn như thế cho mình. Đó. Xong các bạn ấn liên kết email thì liên kết không, không thì các bạn ấn vào trang chủ cho mình. Ấn vào trang chủ này. Đó. Ở đây thì nó sẽ hiện ra cái thiết bị này. Ấn vào thiết bị này. Ấn vào gắn thiết bị này. Đó, nó sẽ hiện ra những cái như thế này. Các bạn ấn vào phần camera này. Nó sẽ truy cập camera này. Ấn OK này. Đó, rồi các bạn quét mã QR. Mã QR thì nó sẽ nằm ở dưới cái phần đít của cái con cam này nha. Các bạn quét mã cho mình. Đấy. Quét mã cho mình. Thì đây nó sẽ hiện ra số series của cái mã của cái này. Đây các bạn ấn vào đây cho mình. Đã bật nguồn thiết bị, ấn kết kế tiếp này. Khởi động này. Vui lòng duy trì kết nối với nguồn điện tới khi các bạn hoàn thành. Đèn báo xanh dương này. Đèn báo xanh dương này. Kế tiếp. Rồi các bạn nhập mật khẩu. Nhập mật khẩu wifi của nhà mình này. Ở cửa hàng hoặc là ở phòng các bạn. Nhập vào đây cho mình. Ở nhà các bạn này. Để mình sẽ nhập mật khẩu này. Đó, nhập mật khẩu này các bạn ấn OK này, ấn kết nối này. Các bạn chờ nó này. Chờ nó một tí. Đang kết nối với. Đấy, các bạn có thể là để tên thiết bị như thế này. Đó, các bạn có thể là để tên của nó sẽ như thế này. Đã kết nối tới wifi. Đấy, nó sẽ nó khi cấp platform thành công. Đó, khi kết nối wifi thành công thì nó cũng sẽ thông báo là đã kết nối với wifi thành công. Đó. Và các bạn có thể để tên thiết bị là như thế này, hoặc là các bạn cũng có thể để tên thiết bị khác, đây là tùy các bạn lựa chọn. Đó. Thì ở đây nó sẽ tùy chỉnh những cái như thế này, đây là tùy các bạn. Các bạn có thể chọn phòng khách, phòng ngủ, bếp, phòng trẻ em này. Đó, phòng trẻ em, tầng hầm các thứ đó, là xe. Các bạn có thể chọn đây. Mình sẽ ấn đã xong này. Cấu hình thành công. Chào mừng bạn đến với internet. Đấy. Nó sẽ thông báo nó. Đây. Con này cam thì cực kỳ là nét này. Mình không biết là có quay được không. Đấy. Kế tiếp này. À đây nó sẽ tạo mật khẩu. Tạo mật khẩu wifi của mình thì không cần. Đấy, các bạn ấn vào đây cho mình. Các bạn đã có thể xem này, xem trực tiếp này. Xem trực tiếp luôn. Đó, âm thanh thì cực kỳ là to và rõ ràng. Ô, mình không biết tắt âm thanh. Đấy. Khi chúng ta đặt hai cái thiết bị này gần nhau ấy thì nó sẽ gây nên là xung đột âm thanh, và khi các bạn xem từ xa, các bạn kết nối từ xa ấy, thì nó sẽ, âm thanh thì nó sẽ to rõ ràng hơn. Đây là mình đặt hai cái thiết bị gần nhau này, nó sẽ bị va. Đó, thì hình ảnh thì cực kỳ là nét này các bạn. Như các bạn có thể thấy nó cực kỳ là nét luôn. Đây, cực kỳ là nét này. Các bạn có thể điều chỉnh này. Mình sẽ để như thế nào để cho các bạn thấy được nhỉ. Mình sẽ để như thế này để cho các bạn thấy. Không biết là các bạn có thấy không. Đó. Đấy, các bạn có thể xoay này. Đó, xoay này. Đây, mình sẽ để như này. Đây, mình sẽ để lên đây cho các bạn thấy nhé. Các bạn có thể nhìn thấy này. Các bạn hãy để ý vào cái mắt cam này cho mình nha. Các bạn ấn vào cái phần này này. Phần này thì nó sẽ là xoay này. Xoay để nhìn này. Cái mắt cam nó sẽ chuyển động nha. Chuyển động lên xuống này. Đấy, chuyển động lên này. Chuyển động xuống này. Chuyển động lên này. Sang này. Đó, sang này nó sẽ quay 360 độ cho các bạn luôn. Đó, 360 độ nha. Đây, đó, hình ảnh thì siêu sắc nét này. Siêu sắc nét đây. Bạn để đây. Đang là siêu sắc nét. Đó. Đây, hình ảnh của nó này này. Cực kỳ là nét. Con này cực kỳ là nét luôn. Quay ban đêm thì có màu nét y chang luôn. Đó. Con này nét lắm. Các bạn mang về này để theo dõi con khóc các thứ này, để cực kỳ là nét này.
Ở đây nó sẽ có cái chế độ này, đàm thoại này. Đó, các bạn có thể nói luôn, nói và nghe luôn này. Truy cập micro các bạn ấn ok. Đây, nó sẽ loát này một tí này. Nó sẽ gọi này, gọi đến cái thiết bị này. Alo. 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 Đó, cực kỳ là to. Khi các bạn nói từ xa, các bạn xem từ xa thì cực kỳ là to. Ở dưới đây sẽ là một cái thanh công cụ này, chụp ảnh màn hình này. Đó, chụp ảnh màn hình, ghi màn hình này. Đó, đàm thoại này. Ở đây nó sẽ có độ phân giải này, chế độ ngủ này, tuần tra tự động, hình ảnh xoay 360 độ này. Đó. Đấy, các bạn có thể tùy chỉnh những cái hình ảnh, à những cái tính năng ở dưới này, những cái thanh công cụ ở đây. Đó, cực kỳ là hợp lý cho các bạn. Khi các bạn muốn xem từ xa, các bạn muốn theo dõi con này, xem khi con ở trong phòng ngủ này, mà các bạn muốn ra ngoài làm việc đó, hoặc là con học bài thì các bạn muốn xem ở dưới nhà, dưới lầu các bạn muốn xem ấy, thì dùng em này thì cực kỳ là hợp lý. Và khi những cái nhà nào mà cụ già, đấy, cụ già ở nhà, những ông bà nào ở nhà, hoặc như là người nào mà đi làm xa nhà, muốn ở nhà nhìn thấy con cái hoặc là như thế nào đó, thì sử dụng em này thì cực kỳ là hợp lý. Thì trên đây ấy, là cũng là phần mình hướng dẫn cho các bạn. Bạn nào mà đang có quan tâm đến dòng sản phẩm camera EZ Vit H6 Pro này của nhà mình thì cứ liên hệ trực tiếp cho mình qua số điện thoại hoặc Zalo 0395 88 345 để mình có thể hỗ trợ chi tiết và cụ thể hơn cho các bạn. Và sản phẩm của nhà mình ấy thì có bảo hành 2 năm 24 tháng, lỗi một đổi một và miễn phí ship cho các bạn khi các bạn ở xa. Các bạn nhận hàng thì các bạn được kiểm tra hàng, bóc hàng, test hàng thử đúng chuẩn đúng như cái video quảng cáo này thì mới thanh toán. Đó. Trong cái trường hợp mà sản phẩm không đúng như mô tả, không đúng như cái video quảng cáo này thì các bạn có thể hoàn trả hàng cho bên mình mà không mất một đồng phí nào cả. Đó, hàng bên mình thì 3 test 3 ship cho các bạn luôn. Và các bạn hãy nhớ là nhanh tay ấn đăng ký kênh của mình để tặng chiếc thẻ nhớ 32GB cho Cam. Đó, để các bạn có thể lưu trữ dữ liệu. Đó, cực kỳ là hợp lý. Đó, nhà mình sẽ tặng kèm cho các bạn khi các bạn được rất là nhiều ưu đãi. Đó chính là một là free ship này, được tặng kèm thêm một chiếc thẻ nhớ này. Đó, cực kỳ là nhiều. Đó, video của nhà mình thì đến đây thôi. Bạn nào mà có điều gì thắc mắc thì có thể comment ở dưới phần bình luận cho mình. Và nhớ ấn đăng ký kênh. Đó, và các bạn có thể tham khảo các mẫu khác trên kênh của mình. Giờ thì mình xin chào toàn thể các bạn và hẹn các bạn vào những cái video clip tiếp theo.